Xin chào mọi người, mình tên là Tú, mình sinh năm 95 và hiện tại mình đang sinh sống bên Gia Lâm. Tình trạng ban đầu của răng mình thì hàm trên bị xô lệch một chút, khớp khểnh, và hàm dưới thì bị thưa khá nhiều ở phần răng cửa và khiến cho khuôn mặt của mình nó hơi bị lệch ấy. Với cả làm mình mất đi tự tin khi mình cười, nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của mình. Cho nên là mình đã quyết định là khi mình đi làm mà mình đã dành dụm được kinh tế và mình đã quyết định đi niềng răng để lấy lại cái sự tự tin của mình khi cười. Tình trạng của Tú khi đến với nha khoa Lạc Viện Tech là có một cái hàm răng bị thưa và cắn ngược. Cái tình trạng răng bị sai khớp cắn như vậy ảnh hưởng rất là nhiều đến chức năng ăn nhai và sinh hoạt cũng như cuộc sống của bạn ấy, và đặc biệt là ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ. Trong quá trình tìm hiểu thông tin về niềng răng trên mạng ấy, thì mình có đọc được cái công nghệ X-Magic của độc quyền của nha khoa Lạc Việt ấy, thì mình thấy rất là đáng tin và rất là hiện đại, cho nên là mình đã quyết định là đến nha khoa để trải nghiệm. Trong quá trình tư vấn thì mình cũng cảm nhận được sự tin tưởng từ đội ngũ bác sĩ, cho nên mình đã quyết định chọn nha khoa Lạc Việt. Với cái kế hoạch điều trị của chúng tôi là bạn sẽ được bảo tồn răng tối đa, không cần nhổ cái răng nào cả. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải có hai cái mini vít cho hàm dưới để có thể kéo thêm các cái hàm răng hàm dưới lùi vào trong. Mình cũng thấy tất cả mọi thứ đều rất là hiện đại ấy, và bác sĩ tư vấn cũng rất là nhiệt tình cho mình xem được luôn cả quá trình niềng răng của mình và biết trước luôn cả kết quả. Sau khoảng một năm đầu tiên thì mình đã bắt đầu thấy răng mình đã gần như là đều hết rồi. Vậy thì sau khi tháo mắc cài thì hiện tại Tú có cảm nhận như thế nào hả em? Sau khi tháo niềng thì cái kết quả là mình thấy khuôn mặt mình nó cũng đỡ lệch hơn này, và nó đã khá là gọn gàng hơn. Đấy, và nụ cười mình đã rất là đều đặn rồi. Và mình về mình có khoe với mẹ với các em thôi, thì tất cả mọi người đều khen rất là đẹp, đẹp hơn trước rất nhiều. Mình rất là hài lòng vì cái kết quả bây giờ nó đẹp hơn mình tưởng tượng đấy, đẹp hơn mình mong đợi. Bác sĩ niềng răng chính cho mình chính là bác sĩ Bích Phương. Bác sĩ Bích Phương rất là tận tâm và rất là nhẹ nhàng với bệnh nhân ấy, dặn dò mỗi lần đến thăm khám bác sĩ đều rất dặn dò rất là kỹ càng. Mình xin cảm ơn bác sĩ Bích Phương và hệ thống nha khoa Lạc Việt Tech đã giúp mình có được một cái vẻ ngoài đẹp hơn và tự tin hơn, và cảm ơn cả tất cả các nhân viên đối với bác sĩ ở đây nữa. Mình chúc nha khoa Lạc Việt sẽ ngày càng phát triển và có nhiều khách hàng tới trải nghiệm hơn.